Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Sống Kết Nối phát sóng hàng ngày trên kênh VTC1. Vừa rồi quý vị và các bạn đã thấy những người nông dân đi làm đồng nhưng không quên mang theo những chiếc điện thoại để kiểm tra tin nhắn. Đó là những tin nhắn gì vậy? Mời quý vị và các bạn hãy cùng với biên tập viên Mây Trinh tìm hiểu những bí mật trong các tin nhắn này. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Các bạn nghĩ sao về những nông dân thời A Còng, những người không cần trông trời, trông đất, trông mây, trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm mới biết được thông tin về thời tiết hay là dịch bệnh mùa màng? Ngày nay, những người nông dân của chúng ta chỉ cần một chiếc điện thoại và một chiếc sim điện thoại để có thể nhận được tất tần tật những thông tin trên. Tất cả đều là nhờ dịch vụ nông xanh của Mobifone. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng gặp một nông dân thời A Còng. Xin chào ạ, chú cho con thể cho cháu biết là chú đang làm gì đấy ạ? Trên các cháu là mình đang phay đất để chuẩn bị cho gieo rau cho kịp thời vụ. Tại sao chú lại biết là gieo rau vào thời điểm này ạ? Như báo cáo với các cháu là mình đang thực hiện theo cái dịch vụ nhà nông xanh của Mobifone. Vâng, nhưng mà cụ thể như thế nào chú có thể chia sẻ hơn được một chút được không ạ? Rồi, thế mình thực ra là trước là mình phải xem TV mới nắm được thời tiết. Nhưng bây giờ từ ngày mình thực hiện cái dịch vụ nhà nông xanh thì thực ra là chỉ một chiếc điện thoại thì mình sẽ có tin nhắn từ Mobifone để biết được cái thời tiết để mình thực hiện gieo trồng những cái chủng loại rau cho nó kịp thời vụ. Vâng, nhưng mà chính xác thì là nhà nông xanh gửi những thông tin như thế nào về cho chú ạ? Dịch vụ nhà nông xanh thì thực ra là đã người đã trên cái tin nhắn thì đã cho biết được cái thời tiết trong ngày, trong 1-2 ngày tới. Mình là người nông dân thì mình cứ xem ra nông xanh thì mình biết thời tiết là mình thực hiện cái sản xuất của nhà nông cho nó kịp thời vụ. Cháu cũng hơi tò mò là không biết để đăng ký dịch vụ nhà nông xanh thì phải làm thế nào hả chú? Nó cũng đơn giản thôi mà, mình chỉ soạn Hà Nội 1 năm gửi 1595 là sẽ được cái tin nhắn của Mobifone biết được cái dịch vụ thời tiết và dịch vụ các cái của nhà nông. Cháu cũng hơi thắc mắc là tại sao mà có rất nhiều thông tin thời tiết của nhiều nơi cung cấp, tại sao chú lại tin tưởng vào nhà nông xanh vậy ạ? Cái dịch vụ nhà nông xanh cái nhà được gần năm nay rồi thì thực ra mình thấy cái thời tiết nó cũng tương đối chính xác để phù hợp với cái người nông dân và trực tiếp là các chú để áp dụng cho sản xuất gieo trồng cho nó hợp thời vụ. Giá trị lớn nhất và cái điều tiện ích lớn nhất mà nhà nông xanh mang lại cho cả bản thân chú một người nông dân thời A Còng là gì ạ? Mình nói đây là cái tiện ích nhất mà cái lợi ích của nhà nông xanh mà gửi lại mang cho cái người nông dân của cái thời hiện đại. Ý nói là thì chú thấy là thực ra cái dịch vụ nhà nông xanh thì với chú nhất là rất là phù hợp vì nó cập nhật điện thoại ngay tức khắc và trong túi quần chú đã mở ra đã biết được cái tin nhắn nhà nông xanh là thời dịch vụ thời tiết là trong ngày nay và ngày mai nó là thời tiết như nào để các chú chủ động được hạ những các cái cây màu cho kịp thời vụ. Vâng, cháu xin được cảm ơn chú Khảm ạ. Không chỉ cung cấp những thông tin về thời tiết mà dịch vụ nhà nông xanh còn cung cấp các thông tin về diễn biến thị trường nông sản ở trong và ngoài nước, đồng thời cảnh báo các dịch bệnh trong nông nghiệp. Điểm nổi bật của loại dịch vụ này đó là tính cá thể hóa thông tin, cung cấp những thông tin cho từng vùng, từng miền riêng biệt. Hơn 5 hectare rau màu thuộc hợp tác xã rau quả sạch Trúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội đang chờ đến thời kỳ thu hoạch. Trước đó, những luống rau này đã được xử lý đất, vôi để phòng chống nấm bệnh. Những tin cảnh bệnh được thành viên trong hợp tác xã nhận được hàng ngày và xử lý ngay nên thiệt hại do sâu bệnh cũng giảm. Các cô đã được học các lớp tập huấn của nhà nông rồi tin nhắn của nhà nông thì là cô cũng mở tin ra là xem và cũng biết được dịch bệnh đến thời tiết như nào, dịch bệnh như nào thì nhà nông chúng cô là chuẩn bị để phòng cái dịch bệnh. Điểm nổi dịch vụ nhà nông xanh là thông tin được cá thể hóa. 63 tỉnh thành nhận được 63 bản tin thời tiết khác nhau. Đối với từng loại rau màu, sẽ có những bản tin dịch bệnh khác nhau. Hiện tại, nhà đang triển khai hơn 10 gói dịch vụ như gói tiêu, gói lúa, gói cà phê. Dịch vụ nhà nông xanh đã triển khai ứng dụng IoT trong xử lý thông tin. Nhờ đó, các bản tin thời tiết của nhà nông xanh có độ chính xác đến 95% trong vòng 24 giờ. Tất cả các cảm biến của trạm quan trắc thời tiết thông minh iMetod được sử dụng ở ngoài môi trường thực từ cái cảm biến độ ẩm đất cắm ở tầng đất 20, 40, 60 và cảm biến nhiệt độ độ ẩm không khí ngoài trời và đặt trong hộp môi trường bóng râm, cảm biến bức xạ năng lượng mặt trời và cảm biến đo mưa, tất cả đều thu thập dữ liệu trực tiếp từ cái môi trường xung quanh khu vực mà đặt trạm nên là số liệu rất là chính xác. Đó thì dịch vụ nhà nông xanh được tư vấn bởi những chuyên gia đầu ngành và được bảo trợ thông tin bởi các tổ chức có uy tín như là Cục Trồng Trọt, như Báo Nông Nghiệp,
như viện phát triển nghiên cứu và phát triển hồ tiêu, nên là chất lượng nên là nội dung được kiểm duyệt và bảo đảm có thể cung cấp một cách chính xác đến khách hàng. Dù mới ra đời được gần 2 năm, nhưng dịch vụ nhà nông xanh đã được nhiều người nông dân đón nhận với gần 400.000 thuê bao sử dụng dịch vụ, trong đó 250.000 thuê bao theo dõi gói thời tiết.